Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ủy ban dân huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác tiêm phòng năm 2024. Tại hội nghị các đại biểu thảo luận đề xuất bổ số phương án thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2024. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng và các xã thị trấn của huyện thường xuyên kiểm tra, giả soát, đánh giá hiện trạng các công trình, phòng chống thiên tai trước lũ, từ đó đề xuất khắc phục những hư hỏng để kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2024, liên tục cập nhật kịp thời tình hình khí tượng thủy văn thiên tai, các công trình hồ đập và các công trình phòng chống thiên tai khác. Thường xuyên tập huấn công tác phòng chống thiên tai cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai các cấp và nhân dân, phối hợp tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai. Ủy ban dân các xã thị trấn triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ đập từng khu vực trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn để chuẩn bị ứng phó, cứu hộ cứu nạn theo phương án và kế hoạch được duyệt. Về công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền và triển khai tới người chăn nuôi, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80%. Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thông tư số 66 ngày 17 tháng 1 năm 2003 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư 55, 56, 57 về hướng dẫn thi hành luật cư trú tại hội nghị các đồng chí chỉ huy, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an cấp huyện theo dõi hướng dẫn công tác đăng ký quản lý cư trú, chỉ huy, cán bộ công an cấp xã thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú và quản lý dữ liệu dân cư được giới thiệu quán triệt những nội dung cơ bản cốt lõi của thông tư số 66 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 55 ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú. Thông tư số 56 ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký quản lý cư trú. Thông tư số 57 ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy trình đăng ký cư trú. Những nội dung cần chú ý khi thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống. Cũng tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ đã được giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thông tư, qua đó giúp đội ngũ cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, nắm vững quy trình, quy định và thực hiện hiệu quả thông tư, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần cho các cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tại Bình Phúc, theo số liệu điều tra thống kê, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 336.000 tấn một năm, trong đó lượng rác thải nhựa phát sinh khoảng 43.000 tấn một năm, chiếm khoảng 12,8% tổng khối lượng rác thải phát sinh. Trong đó chỉ có gần 30% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh được xử lý bằng phương pháp đốt hoặc sản xuất thành phân hữu cơ, hơn 70% lượng rác thải còn lại được chôn lấp trực tiếp. Lượng rác thải nhựa được phân loại, thu gom, tái chế và xử lý còn hạn chế, chỉ có khoảng 12% lượng rác thải nhựa được xử lý, tái chế theo đúng quy định. Số còn lại chủ yếu là chôn lấp, đốt và thải ra môi trường. Trước thực trạng trên, các đại biểu đã được các chuyên gia về môi trường phân tích, đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường tác hại của túi ni lông sử dụng một lần đến đời sống xã hội qua đó giúp các cán bộ làm công tác môi trường nhìn nhận rõ hơn về ý nghĩa của việc phân loại thu gom giảm thiểu tái chế tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn hạn chế sử dụng túi ni lông sản phẩm nhựa dùng một lần cũng như nhận thức về ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu và các giải pháp giảm thiểu tác động từ đó tuyên truyền, vận động và triển khai đến gia đình, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, cùng thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phấn đấu đạt mục tiêu trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được phân loại tại nguồn. Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Sông Lô tổ chức sơ kết mô hình xã Tân Lập không có ma túy giai đoạn 2019-2024 và diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Từ khi lực lượng công an chính quy được điều động về xã năm 2019, mô hình xã Tân Lập không có ma túy tiếp tục được quan tâm duy trì, củng cố về mọi mặt, đã có phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, mọi gia đình và các tổ chức xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy nơi riêng và các tệ nạn xã hội nói chung. Từ năm 2019 đến nay, xã Tân Lập có 14 trường hợp liên quan đến ma túy. Công an xã đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục. Tại xã, 10 đối tượng lực lượng công an đã bắt khởi tố 22 vụ với 27 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 22 đối tượng từ địa bàn khác đến xã Tần Lập hoạt động phạm tội. Đã có ý kiến cho lực lượng công an xã, đại diện các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân xã Tần Lập đều khẳng định từ khi triển khai đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đã phát huy được tính chuyên nghiệp trong công tác nắm tình hình, tham mưu và xử lý các vụ việc về an ninh trật tự cũng như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Một trong những giải pháp trọng tâm để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là việc các trường nghề tổ chức đào tạo trang bị kiến thức kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên tự tin khởi nghiệp, nhất là ở thời đại công nghiệp 4.0, đòi hỏi lao động trẻ không chỉ sâu sắc về lý thuyết mà phải giỏi thực hành nghề. Đây chính là chất xúc tác tạo nên sự gắn kết giữa doanh nghiệp và trường nghề, đồng thời tạo nên một sâu chuỗi liên kết chặt chẽ giữa giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Năm nay là năm đầu tiên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức hội thi tay nghề cho sinh viên với chủ đề tay nghề giỏi vững tương lai của khoa điện điện tử. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự nỗ lực và khát vọng của tập thể thầy và trò khoa điện điện tử trong việc học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng và nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn giúp sinh viên thử thách và xác định kỹ năng của mình trong lĩnh vực đang học. Bên cạnh đó, hội thi còn là cơ hội để sinh viên chứng minh khả năng làm việc và tạo đà cho việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Nếu như trước đây, sinh viên khi ra trường còn tự ti vì thiếu thực tế, thì trong những năm gần đây, việc giáo dục nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà có môi trường thực hành tốt nhất cho học sinh, sinh viên. Theo đó, các em học sinh, sinh viên đã được tiếp cận với môi trường sản xuất thực tế, dần hình thành nên tác phong công nghiệp có kỹ năng giao tiếp tự tin hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Để kích cầu tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách, kích cầu tiêu dùng. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các hệ thống siêu thị cũng đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào, bảo đảm cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu nhân dân. Tại các siêu thị, các quầy kệ được tăng cường phong phú các loại hàng hóa, riêng nhóm hàng thực phẩm tăng khoảng 50%. có thời điểm nghỉ lễ sắp tới thì chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị các công tác cùng hàng hóa để đảm bảo cho nguồn cung cho như khách hàng cũng như đảm bảo tất cả các chương trình khuyến mại cũng là đưa đến khách hàng một cách nhiều nhất cũng giá hợp lý nhất cho khách hàng. Đặc biệt dịp này các siêu thị đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn ở nhiều nhóm hàng với mức giảm giá mạnh khoảng 20 đến đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Siêu thị Lan Chi thì cũng rất hay treo các biển giảm giá, các khuyến mại các thứ. thì những cái đồ đấy thì mình sẽ ưu tiên mua trước. trong cái thời kiện điều kiện kinh tế khó khăn như bây giờ ấy, thì là người tiêu dùng đến đây mua những cái sản phẩm được giảm giá thì là rất tốt, có lợi cho những người tiêu dùng thu nhập thấp như chúng tôi bây giờ. Ấy. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, hầu hết người dân đều thắt chặt chi tiêu, tiết giảm mua sắm để cân đối tài chính thì dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, được các doanh nghiệp bán lẻ các siêu thị, chuỗi cửa hàng kỳ vọng sức mua sẽ tăng và với các chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn được triển khai đồng loạt sẽ là đòn bẩy để kích thích tiêu dùng trong nhân dân.